Thưa quý vị, tranh khảm mosaic vốn là một loại tranh nghệ thuật cổ xưa, được xem là nền móng của nghệ thuật trừu tượng. Nhưng giờ đây, tập làm tranh khảm mosaic đang dần trở thành một cách giải trí được nhiều bạn trẻ lựa chọn sau những giờ làm việc hay là giờ học tập căng thẳng. Nếu quý vị đang tìm kiếm một hoạt động thủ công nghệ thuật giúp rèn luyện sự kiên nhẫn và tính sáng tạo, thì hãy thử trải nghiệm với dòng tranh khảm mosaic này. Mình tên là Trần Phương Hảo và mình là một artist sáng tác các cái bức tranh với chất liệu mosaic. Cái nghệ thuật này mà tương đương ở mình đi thì nó là chữ khảm sành sứ. Khảm tức là gắn kết lên một cái bề mặt nào đó. Cách đây 3 năm mình quyết định mở một cái cửa hàng nho nhỏ. Khi các bạn khách hàng tới thì có thấy những cái bức tranh làm về mosaic thì các bạn thấy cái này lạ và các bạn ấy muốn được thử. Từ đó nó khởi nguồn ra cái bộ môn workshop mosaic. Không chỉ dừng lại ở những công trình kiến trúc lớn, một sản phẩm truyền thống như nghệ thuật ghép tranh mosaic đã và đang thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Những lớp học dạy làm tranh ghép mosaic trở nên phổ biến, nơi các bạn trẻ được rèn luyện sự kiên nhẫn, tập trung và tỉ mỉ. Mình thấy là rất là thú vị là tại vì làm một cái bức tranh từ những cái mảnh vỡ của thủy tinh, kim loại á. Cái điều đó là cái điểm đặc biệt mà khiến mình đến đây để trải nghiệm thử. Môn này thì các bạn sẽ cần sử dụng một cái dụng cụ bấm và cắt ra những cái mảnh để từ đó các bạn ấy sẽ ghép. Cho nên là các bạn ấy sẽ cần hình dung xem nên là mình nên bấm các cái mảnh như thế nào, ghép ra làm sao. Xã hội ngày nay thì mọi người bắt đầu tập trung vô cái mạng xã hội nhiều quá, mọi người thao tác trên máy tính, mọi người không có những cái hoạt động tay chân nhiều. Cái việc mà mọi người bắt đầu tìm đến một cái bộ môn mới, mọi người thư giãn, mọi người dùng cái đôi tay của mình để làm nên sản phẩm, mọi người có thể trực tiếp mang về luôn. Đó là cái điều mà thu hút cái bạn trẻ tới đây nhiều nhất. Mong muốn giới thiệu tranh mosaic đến cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ, để họ hiểu hơn về loại hình nghệ thuật này thông qua trải nghiệm thực tế, đã thôi thúc họa sĩ Trần Phương Thảo cùng tạo nên những sản phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn Việt Nam. Mình đang có một cái mong muốn là tạo ra những cái tác phẩm nghệ thuật mà có thể phối hợp được ngôn ngữ phương Tây và ngôn ngữ của Việt Nam, nó hiện đại nhưng mà vẫn lưu giữ được cái nét truyền thống và cái nét văn hóa Việt của mình ở trong các cái tác phẩm.